Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Quý khán giả theo dõi Straight Tin, thưa quý vị, có những chuyện, có những người đã coi như là bị đứng ở bên lề, nhưng mà những người đó lại không chấp nhận đứng ở bên lề và họ tiếp tục mà đeo đuổi một cái cuộc chơi mà họ chưa không còn được phép chơi. Và trong những trường hợp này thì cái bên khó khăn lại là những người mà đồng minh với những người mà bị đứng bên lề đó. Và cái câu chuyện này là chúng tôi nói đến cái câu chuyện, chắc quý vị cũng còn nhớ, một cái tên tuổi trong khoảng chừng 3 tuần trở lại đây gây nên một cái chuyện rất là ồn ào ở nước Mỹ. Đó là Sidney Powell. Sidney Powell là người như thế nào, là ai? Chắc tôi phải nhờ anh Đỗ Dũng nhắc với quý vị. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, một kính chào khán giả SBTN. Bà Sidney Powell là một luật sư người Mỹ ở bên tiểu bang Texas. Bà từng đại diện cho ông Michael Flynn, là cựu cố vấn linh quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Và gần đây bà tham gia vào cái ban pháp lý của Tổng thống Donald Trump cùng với luật sư Rudy Giuliani và bà luật sư Jenna Ellis để mà tố cáo các cái cuộc bầu cử gian lận. Và bà nổi tiếng nhất là trong cách đây khoảng 2 tuần tại cuộc họp báo vào thứ Năm thì bà nói rằng là cuộc bầu cử Tổng thống là do tiền của Trung Quốc, Cuba và các nước khác đổ vô. Cái thứ hai nữa là bà nói rằng là cái hệ thống Dominion mà các cái tiểu bang mà chính trường sử dụng đó là do làm tại Venezuela và do ông Tổng thống Hugo Chavez điều khiển. Và cái chuyện này nó gây cho người ta cái phản cảm, bởi vì ông Hugo Chavez ông chết từ năm 2013 rồi. Và cái vụ này cũng bị người ta đưa lên đàm tiếu, và ngay cả trên chương trình 60 Minutes của đài CBS tối Chủ nhật vừa rồi, khi ông Chris Krebs, tụ giám đốc cơ quan bảo vệ an ninh mạng và hạ tầng cơ sở, cũng nói rằng đó là chuyện không có, và ông nói tất cả bầu cử ở Mỹ đều kiểm soát ở Mỹ. Và sau đó thì bà bị sa thải của các ban vận động của pháp lý của ông Trump. Thành ra bây giờ chỉ còn ông Giuliani và bà Ellis mà thôi. Nhưng bà kết hợp với một luật sư khác ở tại Atlanta, đó là ông Lynn Good. Trong những ngày qua, hai người này đi đến nhiều nơi và tiếp tục nói rằng là bầu cử gian lận, và họ đang tiếp tục kiện ở các tiểu bang khác, đặc biệt trong đó có tiểu bang Georgia. Mà tiểu bang Georgia vào ngày 5 tháng Giêng tới đây sẽ có cuộc bầu cử gọi là runoff với lại hai cái thượng nghị sĩ hiện tại của tiểu bang này, đó là ông David Perdue sẽ đối diện với lại ông John Ossoff của Đảng Dân Chủ, và bà Kelly Loeffler của Đảng Cộng Hòa sẽ đối diện với ông Raphael Warnock. Thành ra cái cuộc bầu cử này rất quan trọng, là bởi vì nếu mà Đảng Cộng Hòa thắng cả hai ghế này thì họ sẽ tiếp tục kiểm soát thượng viện trong 2 năm tới, còn nếu họ thua một trong hai ghế này thì họ vẫn tiếp tục kiểm soát thượng viện, nhưng nếu thua cả hai ghế thì mất cái quyền kiểm soát về tay Đảng Dân Chủ. Lát chúng tôi sẽ nói tiếp cái chuyện mà hai vị luật sư này làm như thế nào. Nhưng mà có một nhân vật cũng rất quan trọng ở trong đây, đó là Tổng thống Donald Trump. Ở trong những ngày qua ông tiếp tục tố cáo bầu cử gian lận mà không có bằng chứng, và ông bắt đầu tấn công luôn cả hai nhân vật quan trọng của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia, đó là ông thống đốc Brian Kemp và ông Bộ trưởng Hành chính Brett Raffensperger. Cả hai người này đều Đảng Cộng Hòa và đều là người ủng hộ Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump cũng từng ủng hộ hai người này. Và bây giờ Tổng thống Trump tấn công hai người này và kêu gọi ông Brian Kemp là hủy bỏ kết quả bầu cử. Và khi mà hủy bỏ kết quả bầu cử tức là phải để cho ông Trump thắng, bởi vì ông Trump bảo rằng là có những cái gian lận. Ví dụ ông Trump nói rằng là tại sao ông Brian Kemp không đi so các cái chữ ký ở trên cái phong bì với lại cái lá phiếu. Thì ở bên Georgia thực ra họ đã so cái chuyện này 2 lần, bây giờ đang làm tới lần thứ 3 trong cái cuộc tái kiểm phiếu. Và ông Trump cũng nói luôn là nếu mà ông Brian Kemp mà hủy bỏ kết quả bầu cử này thì coi như là không cần tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng Giêng tới đây luôn. Và ý ông nói là trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua là cả ông và cả bà Loeffler và cả ông David Perdue là đã thắng rồi. Thành ra vì có gian lận cho nên ông bị thua và hai người kia không thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 1, thành ra mới phải có cuộc bầu cử ra đó.
vào ngày 5 tháng Giêng. Đó là cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump tấn công hai người này. Và ông Brian Kemp cũng bảo là bây giờ về mặt hiến pháp tôi không thể làm gì khác hơn. Và ngay cả cái ông Raffensperger, ông cũng đã tổ chức một cuộc thanh tra trước khi mà trong song song với cuộc mà tái nhiệm phiếu bằng tay đó. Thì ông cũng nói là không có dấu hiệu gì cho thấy là có nghĩa là đây là cuộc bầu cử chính xác. Và cái chuyện này nó cũng làm cho cái ông Gabriel Sterling cách đây 2 ngày đã phải mở cuộc họp báo tại Atlanta và tố cáo Tổng thống Donald Trump là tiếp tục gây nhiễu, tiếp tục đưa thông tin giả vào cuộc bầu cử ở Georgia và kích động làm cho nhiều người bây giờ ta hăm dọa cả ông Raffensperger, ví dụ như nhà của ông ai cũng biết hết, thì đều có một số người lái xe ngang qua đó mang tính cách hăm dọa. Rồi bà vợ của ông là bà Tricia thì bị người ta tách vô cell phone những cái hình ảnh tục tĩu. Rồi một nhân viên lái xe chở phiếu cũng bị hăm dọa. Và đã có một cái người ta còn để cả cái dây thòng lọng mà để trong cổ đã ghi tên cái anh này và thảy trước cửa nhà. Và ông Sterling đã kêu gọi là Tổng thống Donald Trump nên ngưng ngay những cái chuyện này, bởi vì những cái lời ông nói nó sẽ rất là nguy hiểm, có người sẽ bị giết, có người sẽ bị đánh, và điều này là quá mức. Và ông Sterling cũng kêu gọi luôn cả hai vị thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa tại bang Georgia, đó là ông Perdue và bà Loeffler cũng phải lên tiếng. Nhưng mà hai người này cũng không lên tiếng, là bởi vì chính hai người này cũng đã yêu cầu ông Raffensperger từ chức đó. Và bây giờ tới phiên Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu ông Brian Kemp nếu không làm thì nên từ chức đi. Thì cái này nó gửi ra một thông điệp lẫn lộn cho cử tri của Đảng Cộng hòa, bởi chúng ta biết rằng là vào ngày 5 tháng Giêng tới đây, trong cuộc bầu cử này rất quan trọng, là bởi vì trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 1 vừa qua thì theo kết quả xác nhận, ông Joe Biden chỉ hơn ông Donald Trump có hơn 12.000 phiếu thôi. Con số đó nó có thể thay đổi, có lợi về cho phía Cộng hòa, con số rất nhỏ. Nhưng mà với tình hình như vậy thì các một số nhà hoạt động của Đảng Cộng hòa bắt đầu ta lo ngại là những cái lời Tổng thống Donald Trump tiếp tục tấn công vào cái hai cái vị đứng đầu của bầu cử của Georgia, cũng như tấn công vào cái hệ thống bầu cử ở Georgia, bảo là đây là gian lận. Thế thì cử tri bây giờ thắc mắc, nếu gian lận tôi đi bầu làm cái gì? Đó. Và ngày mai ngày thứ bảy này, thứ bảy ông thứ sáu xin lỗi ngày thứ sáu thứ bảy xin lỗi thứ bảy Tổng thống Donald Trump sẽ thân chinh đến tiểu bang Georgia và vận động cho ông Perdue và bà Loeffler. Thì bây giờ ông đi xuống như đó thì không biết ông sẽ nói cái gì, và đó là cái điều làm cho người ta lo ngại, là không biết là lời phát biểu của ông trong những ngày qua cũng như vào thứ bảy này ở Georgia có làm cho cử tri của Đảng Cộng hòa ra đi bầu nhiều hơn Đảng Dân chủ hay không, hay là ít hơn, bởi vì đây cũng là cuộc bầu cử statewide, tức là toàn bộ tiểu bang bỏ phiếu, cũng giống như cuộc bầu cử mà vừa qua mà toàn tiểu bang bỏ phiếu trong Trump cũng giống như Joe Biden thế nào. Vâng, thưa quý vị, trong cái sự kiện này chúng ta thấy một cái điều người ta cũng đang thắc mắc là liệu rằng Tổng thống Donald Trump vào ngày năm tây tháng xin lỗi quý vị, vào ngày thứ năm tây tháng 12, có nghĩa là vài ngày thứ bảy này, ông xuống đây ông vận động cho hai người kia, hay là ông xuống ông là đấu tố vị thống đốc của tiểu bang Georgia và ông bộ trưởng bộ hành chính ở đây, ông xuống ông đấu tố hai người đó để làm gì, để mà gọi là tìm cách gọi là xoay chuyển cái kết quả bầu cử ở tại Georgia, không biết ông làm cái hành động nào. Nhưng mà chúng ta thấy, quý vị chúng ta thấy rõ ràng, trong khi bên phía Cộng hòa đang cần cái hai cái ghế này để họ tiếp tục giữ quyền kiểm soát thượng viện, thì để giữ được cái cuộc hai ghế này là họ phải chiến thắng trong cái cuộc bầu cử vào ngày 5 tây tháng giêng sắp tới, và cần phải kêu gọi các cử tri Cộng hòa. Trong khi đó họ kêu Tổng thống Donald Trump đi xuống dưới khu vực này, và những gì mà Tổng thống Donald Trump nói trong những ngày vừa qua và trong ngày hôm qua đưa ra một cái đoạn video 45 phút đồng hồ tiếp tục tố cáo lên án cuộc bầu cử, và ngay cả ở tại Georgia cũng lên án luôn. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng đứng trước mắt những người cử tri, cuộc bầu cử là gian lận. Mà nếu mà gian lận, cho dù tôi có đi bỏ phiếu muốn ủng hộ cho cái người Đảng Cộng hòa của tôi, thì bây giờ gian lận thì tôi đi bầu cử làm gì? Thì bây giờ thưa quý vị, đây là một cái tình trạng mà chúng ta thấy rõ ràng là đây cái người mà mời để làm gây khó cho mình có lẽ chính là Đảng Cộng hòa. Và trong cái sự kiện này thưa anh Dũng,
những người nào mà ngoài cựu tổng thống Donald Trump lại góp phần vào trong cái chuyện mà gây rối cho đảng Cộng hòa vào lúc này? Thực ra thì nó có một số người khác nữa, nhưng mà trước khi đi qua cái chuyện đó thì tôi muốn nói cái chuyện là đảng Cộng hòa hiện nay họ đang lo lắng như nào, đặc biệt là tại Georgia. Thì ngày hôm qua ông Geoff Duncan, cũng một người đảng Cộng hòa và là phó thống đốc của tiểu bang này, thì ông đã phản bác lại những gì tổng thống Donald Trump nói, và ông nói là ông sợ rằng những gì tổng thống Trump nói trong những ngày qua, và đặc biệt vào ngày thứ bảy này, bây giờ chưa biết ông nói cái gì, mặc dù ông tweet ra cho biết là chúng tôi sẽ xuống và kêu gọi ủng hộ cho ông Perdue và bà Loeffler, nhưng mà những gì tổng thống Trump nói những ngày hôm qua nó ngược lại, và người ta lo ngại là sẽ gửi một thông điệp không tốt cho cử tri, sẽ làm cho cử tri Cộng hòa sẽ không muốn đi bầu nữa. Thành ra ông Duncan ngày hôm qua nói là tôi khuyến khích cả tổng thống và cái nhóm của ông ở đảng Cộng hòa nên bây giờ ngưng, đừng nói đến chuyện bầu cử tổng thống nữa, nó sắp sửa kết thúc. Bây giờ nên tái tập trung tất cả năng lượng để làm sao đoàn kết đảng Cộng hòa, đừng có gây chia rẽ nữa, và làm sao giúp mà hai thượng nghị sĩ Cộng hòa này đắc cử. Phải hiểu rằng cái điều như này, có thể người ta bầu cho tổng thống, người ta thuyết phục cử tri Georgia là có thể quý vị không thích ông Trump nên quý vị không bầu cho ông Trump trong ngày 3 tháng 1 vừa qua, nhưng quý vị cũng không thích những cái chính sách của đảng Dân Chủ thì quý vị phải đi bầu vào ngày 5 tháng Giêng này để làm sao cho một trong hai hoặc cả hai vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tái đắc cử, để mà thượng viện có cái quyền kiểm soát ở trong tay đảng Cộng hòa, để mà kiểm tra như cân bằng với lại quyền lực của một tổng thống đảng Dân Chủ sau ngày 20 tháng Giêng. Đó là cái lời kêu gọi của ông Geoff Duncan. Và ngay cả cựu thượng nghị sĩ Stacey Chambliss, một người đảng Cộng hòa, thì ngày hôm qua ông cùng 17 người khác cũng ký một thư gửi cho tổng thống Donald Trump yêu cầu ông đừng nói đến cái chuyện bầu cử nữa. Bầu cử của ông đó, họ nói là bầu cử của ông là coi như nó xong hàng rồi, xong văn hàng rồi, bây giờ đừng có đại khái là họ không nói ra, mà chúng ta hiểu là nói lâu nào thôi, đừng có lại nhại nữa. Giống như sáng nay một khán giả nào của chúng ta Quang Lê giống như là thua rồi, cứ giấy đèn đặt bảo là mày ăn giam thế thôi, nhưng thôi bây giờ cái chuyện đã xong rồi, bây giờ phải biết rằng là bảo vệ hai cái ghế thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Georgia nó quan trọng như thế nào. Và ông Chambliss ông nói rất là có lý, bảo là của cuộc bầu cử, nhưng tổng thống cũng muốn một số cái chương trình, một số chính sách của tổng thống còn hiện hữu và được thực hiện, thì muốn như vậy thì phải có một thượng viện cho đảng Cộng hòa kiểm soát thì mới ngăn cản được cái tổng thống và hạ viện của đảng Dân chủ để mà họ không xóa đi những cái chính sách, cái gọi là dấu ấn của tổng thống để lại. Đó là ông Chambliss ông nói như vậy. Nhưng mà liệu ông Trump có nghe hay không, liệu đến thứ bảy này ông đến, nhiều khi ông hứng lên, bây giờ cái là về, tôi nói thật với anh là đảng Cộng hòa thôi sao sao người ta đang lo lắm, tới ngày thứ bảy mà ngài đang nói cái này, cái ngài lại nghĩ đến cái vụ gian lận bầu cử, mà ngài lại nghĩ đến mình, bởi vì ông Trump nó nghĩ đến ông nhiều hơn. Lúc đó ông lại quay ra bảo tôi bây giờ đây gian lận chứ không gian lận là tôi thắng cử rồi, thì nó lại lúc đó thông điệp nó lại bị lái qua về ông Trump. Bây giờ người ta muốn ông Trump tập trung cái thông điệp vào hai cái cuộc đua vào ngày 5 tháng Giêng này, thưa anh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết, coi cái nồi vôi ở tại Georgia nó sẽ nóng đến cỡ nào. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.